Chào tất cả các bạn nha. Nay mình chia sẻ với bạn cách kiểm tra mã đơn hàng dành cho người bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, cũng giống như là người mua hàng. Cách kiểm tra mã đơn hàng của mình đang giao thành công hay giao thất bại. Thì điều đầu tiên mấy bạn cần có là mã đơn hàng, và thứ hai là mình vô cái trang giao hàng nhanh, trang chủ của giao hàng nhanh. Đây, ở đây nó giao diện chính của trang giao hàng nhanh nè. Thì ở đây nó yêu cầu mình nhập mã đơn hàng, hỏi mình là bạn cần tra cứu trạng thái đơn hàng đúng không? Thì nó yêu cầu mình nhập mã đơn hàng. Thì mã đơn hàng này lấy đâu? Là mình sẽ quay về trang Shopee. Đối với người mua hoặc người bán thì mình sẽ copy cái mã vận đơn mình đưa qua trang giao hàng nhanh, mình bắt mình tìm kiếm này. Này, nó ra được trạng thái của mình nè. Thì trạng thái của mình đã giao thành công rồi nha. Nhưng mà bên này nè, dưới này nè, mình tra cứu được cái thời gian mà chờ lấy hàng nè, thời gian giao hàng nè, thời gian nhận hàng nè, gom hàng thành công nè, nhập địa chỉ, bưu cục, thời gian xuất kho nè, thông tin xuất kho nè, thời gian vận chuyển nè, thời gian nhập kho nè, thời gian giao nè, thời gian tới địa chỉ giao nè, rồi thời gian đi shipper đi giao hàng nè, đó, thời gian báo thành công nè. Ở đây nó hiện lên cái thời gian, địa chỉ hết nha. Đó. Người nhận, người gửi đều có thông tin hết. Thì cái này nó sẽ áp dụng cho cả người mua và người bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee với đơn vị vận chuyển là giao hàng nhanh. Hy vọng những thông tin này sẽ bổ ích, giúp ích cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình.